Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, trong những năm qua, sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước. Một số nội dung khó khắc phục gây bức xúc trong dư luận, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian trở lại đây, nhờ có sự quyết liệt chỉ đạo kiên quyết trong công cuộc đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực trên cả nước, đặc biệt là cuộc chiến chống giặc nội xâm, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, hiện thực hóa nghị quyết của đảng đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định truy nã Nguyễn Văn Thiên Đăng, sinh năm 1972, trú tại số 208, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An, vì có liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai. Vậy những sai phạm của ông ta cụ thể là gì? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiên Đăng đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai và bỏ trốn từ tháng 5 năm 2018. Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân, nếu ai có bất cứ thông tin về nơi ở hoặc hoạt động của đối tượng này, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ năm 2014 đến 2017, khi giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, nay là thành phố Dĩ An, Đăng đã phê duyệt nhiều dự án phân lô bán nền trái phép tại các phường thuộc thị xã Dĩ An, dẫn đến việc hình thành hàng loạt khu dân cư không phép. Trong tổng số 250 khu dân cư hiện hữu, có tới 40 khu được xác định là lậu, không có giấy phép xây dựng từ chính quyền địa phương. Cụ thể, tại phường Đông Hòa, trong 29 khu dân cư, chỉ có 8 khu được cấp phép, còn lại 21 khu là lậu. Tình trạng tương tự diễn ra tại phường Tân Đông Hiệp, nơi được coi là điểm nóng về phân lô bán nền với 91 khu dân cư, nhưng có đến 76 khu không phép. Các phường khác như Tân Bình, Dĩ An, Bình Thắng, Bình An và An Bình cũng ghi nhận nhiều khu dân cư không phép. Từ các khu dân cư không phép này, các chủ đầu tư đã phân lô đất nông nghiệp và xây nhà bán mà không tuân thủ các quy định về quy hoạch xây dựng và đất đai. Với sự tiếp tay của Nguyễn Văn Thiên Đăng, trong vai trò là trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Vậy tại sao các khu dân cư không phép lại mọc lên nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Quý vị nghĩ chính quyền địa phương có trách nhiệm như thế nào trong việc giám sát những dự án này? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Nhiều vụ án lớn đã bị khởi tố và xử lý nghiêm minh, từ việc bắt tạm giam các cán bộ cấp cao đến điều tra các vụ án kinh tế lớn. Dư luận hiện nay đang rất chờ đợi những kết quả tiếp theo trong công cuộc này và tràn ngập niềm tin rằng lò đã nóng lên thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Trong quãng thời gian từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đến nay, những con sâu mọt hại nước, hại dân nào đã bị cho vào lò. Quý vị hãy ở lại cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Hiện nay, không có khái niệm vừa cất cánh đã trúng đạn hay là hạ cánh an toàn. Rất nhiều trường hợp chỉ sau khi về hưu mới phát hiện được những sai phạm, nhưng cũng có vô số những trường hợp đang đương nhiệm đều buông toang. Nhiều lãnh đạo có sai phạm thì thường cho rằng mình đã hạ cánh an toàn, đến lúc về hưu mới bung ra thì cho rằng không ai làm được gì mình, và có người còn suy nghĩ rằng mình đang ở địa vị có quyền lực, không sợ bị phát hiện. Vâng, đời người là những chuyến đi, đường qua lộ của đời người như một chuyến bay. Thời trẻ, phấn đấu nỗ lực để cất cánh, khi bóng hoàng hôn phủ xuống, mong được hạ cánh an toàn và để người đời ngưỡng mộ. Và có lẽ, những lãnh đạo sai phạm đều không muốn gãy cánh giữa đường qua lộ đang thênh thang, rộng mở. Nhưng màn thưa không che được mắt thánh. Những người là công bộc của dân, với trách nhiệm phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, nhưng lại đi trái với lời thề trước đảng, trước nhân dân vì những viên đạn bọc đường. Chính vì vậy mà trong thời gian qua, nhiều cán bộ đã không còn được hạ cánh an toàn
mà gãy cánh và đều có những tội danh giống nhau khi bị kỷ luật. Vâng, kể từ khi bác Trọng qua đời, lũ sâu mọt đang đường chức thì cứ nghĩ rằng chúng sẽ thoải mái, rộng đường bay. Những kẻ sai phạm đã về hưu nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Nhưng không, một ngôi sao lụi tàn thì một ngôi sao khác sẽ sáng lên. Bác Trọng ra đi, nhưng lò của bác không tắt mà còn được thổi lửa bùng lên. Tiếp nối di sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Tô Lâm. Lò đã cháy và còn cháy to, rực hơn trước, cháy từ trung ương tới địa phương. Đã và đang đi sâu vào từng ngóc ngách để biết được công cuộc phòng chống tham nhũng của bác Tô Lâm đã làm được những gì sau khi bác Trọng yếu và về với các bậc tiền nhân, thì chúng ta cùng điểm lại những vụ án rúng động công chúng trong thời gian gần đây. Và đầu tiên, như đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan. Vậy theo quý vị, những yếu tố nào khiến các cán bộ lãnh đạo dễ bị tha hóa khi nắm quyền lực và bị phát hiện sai phạm? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, điều 2019 Bộ luật hình sự năm 2015. Gồm Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can, khởi tố bị can đối với Bùi Đoàn Như, nguyên trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và Lê Duy Phương, chuyên viên chính vụ khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Sau khi Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi hành các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can nêu trên, đảm bảo đúng quy trình của pháp luật. Có lẽ vì tư lợi, một số cán bộ và bộ phận không thể giữ mình trong sạch mà ngả nghiêng để bộ phận lợi ích nhóm khống chế, chi phối để dẫn đến cán bộ sai phạm, nhà nước bị thất thoát ngân sách khi được đưa ra ánh sáng. Người đã nghỉ hưu được gắn với cụm từ hạ cánh không an toàn, còn người đương chức thì bị gọi là gãy cánh. Thực tế, những đại án được điều tra, xét xử đều có liên quan đến cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành và địa phương, và không ít là cán bộ diện trung ương quản lý. Vận hạn cũng từ tâm tính của mỗi người mà ra, người làm cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu không gắn quyền lực với trách nhiệm, rất dễ lệch quỹ đạo, những nỗ lực khi còn trẻ của thời cất cánh trở thành số không, để rồi có người trước tòa chỉ còn biết ngậm ngùi nói lời xin lỗi và cảm thấy nhục nhã, xấu hổ khi nhận ra sai lầm. Con người mới muộn màng hồi tưởng về thời tuổi trẻ mang trong mình ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp về đất nước, vì nhân dân và vì bản thân mà phấn đấu. Những điều tốt đẹp ban đầu ấy là điểm tựa cho cuộc cất cánh ngoạn mục, thành công nhất, nhưng lúc ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực lại bị tha hóa, ước mơ ban đầu phai nhạt. Người ta chỉ nghĩ sống cho riêng mình. Những người có sai phạm nghiêm trọng bị kỷ luật, bị khởi tố đều có lý do để biện hộ cho bản thân. Còn với những người giữa đường gãy cánh, đó là cán bộ đã không còn khí tiết vững vàng. Vụ án thứ hai, đó là đề nghị kỷ luật 3 tỉnh ủy viên và 2 nguyên giám đốc Sở Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật 3 đồng chí tỉnh ủy viên, 2 nguyên giám đốc sở. Thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ 40 và 41 để thông qua vụ việc kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo kết luận thanh tra số 44 trên KLTT ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bình Đa làm chủ đầu tư.
Căn cứ kết luận của Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, biểu quyết thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật với các đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả là, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên trợ lý Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm, ông Trịnh Tuấn Liêm, đảng viên chi bộ khu phố Mổ thuộc Đảng bộ phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành thông báo kết luận về các khuyết điểm, vi phạm về nguyên tắc phê bình đối với 17 đồng chí. Cùng với đó, đề nghị kỷ luật Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu, Đồng Nai liên quan đến kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Đồng thời đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Tỉnh, Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Vĩnh Cửu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Có lẽ dư luận và nhân dân đang ngóng chờ những bản kết luận công khai của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cũng đang hy vọng rằng rồi tới đây, dù củi tươi, củi khô, từ Trung ương tới địa phương, nếu như nhúng chàm rồi sẽ bị đưa vào lò đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giờ đây, không chỉ lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà đã thành phong trào, thành một xu thế cá nhân nào muốn không tham gia cũng không thể được. Đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, kỷ luật và truy tố nhiều cán bộ. Vậy cảm xúc của người dân như thế nào? Nhân dân có buồn không? Có tâm tư, trăn trở gì không? Vâng, chắc chắn là buồn lắm, đau lắm. Không ít vị cán bộ lão thành cống hiến và hy sinh cả đời cho cách mạng đã phải gạt nước mắt khi nhắc đến những vụ việc nổi cộm, nhắc đến những cán bộ vi phạm pháp luật lẫn đạo lý, sẵn sàng kiểm tra trên nỗi đau khổ, bất hạnh của người dân. Nhưng trên hết, nhân dân vẫn tin rằng cuộc chiến chống nội xâm sẽ có kết quả tích cực, tin vào tài năng, bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức của người đốt lò. Không liêm, không sạch thì trên bảo dưới không nghe, không lấy bản thân mình, gia đình mình làm tấm gương thì sao tề gia, trị quốc, bình thiên hạ được. Sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo và các lãnh đạo chủ chốt là chỗ dựa vững chắc và là sự đảm bảo về mặt chính trị, tạo động lực lớn cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Vậy cảm xúc của quý vị như thế nào khi thấy nhiều cán bộ bị kỷ luật và truy tố? Và quý vị có hy vọng gì về tương lai của cuộc chiến chống tham nhũng? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Và sự việc thứ ba, đó là bắt tạm giam Giám đốc Sở, khởi tố Giám đốc Doanh nghiệp, ông Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh, đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an cho biết, vào ngày 31 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Thân, Giám đốc Công ty Vạn Phát, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, các cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Và vụ án thứ tư là khởi tố Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao, cán bộ cấp sở. Đây là những kiểu tham nhũng vặt và chắc chắn rằng trong thời gian tới, những kiểu tham nhũng vặt này sẽ không còn đất sống. Như thông tin đã đưa, công tác điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chứng minh, làm rõ trong quá trình lập, phê duyệt, tổ chức đấu thầu dự án đầu tư, nâng cấp và mua sắm máy móc,
thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Dù đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật số TST để trúng thầu, vi phạm nghiêm trọng các quy định tại luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam hàng loạt giám đốc, trong đó có hai người là lãnh đạo: Trần Thị Bình Minh, sinh năm 1963, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh; Phan Tất Thắng, sinh năm 1968, trú tại phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phó phòng kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Có thể nói, trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương đã tạo thành cánh tay nối dài để quét sạch những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất từ cấp xã cho đến trung ương. Nhân dân trông đợi vào sự ủng hộ công cuộc đốt lò, dù muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng không làm thì không được, chỉ có như vậy đất nước mới phát triển bền vững. Và tiếp theo đó là một vụ án ở địa phương, khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã ở Sơn La. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Hà Văn Phúc, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ vào ngày 5 tháng 8. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La, về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La, tháng 7 năm 2022, Hà Văn Phúc lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Yên đã bắt tay với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội, làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp họ sử dụng để chứng minh năng lực công ty nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã trước đó. Cuối tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Cao Cường, trú tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cùng về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Các quy định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn đúng pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Vâng, thưa quý vị, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Các cơ quan tập trung phòng chống tham nhũng, tiêu cực trước hết là những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tham nhũng vặt bằng nhiều biện pháp cụ thể, mở rộng phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch tổ chức đảng, bộ máy cơ quan nhà nước. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ, tác phong, lề lối phục vụ nhân dân sẽ được tăng cường. Những ông trời con đang lộng hành này chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân khi đồng chí Tô Lâm làm Tổng Bí thư và đồng thời giữ trọng trách trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu, tin tưởng rằng công tác này sẽ được tiếp tục triển khai với phương hướng, cường độ, tần suất, nhịp điệu không thay đổi và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng giặc nội xâm. Trong những ngày gần đây, thông tin truyền thông của Việt Nam đã đưa rất nhiều tin về mẹ Cường đô la, đó là bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, có dấu hiệu thông đồng để thâu tóm 100% vốn góp, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Mới đây nhất, chiều ngày 5 tháng 8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về diễn biến điều tra một số vụ án liên quan đến khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, vụ án Tập đoàn Cao su Việt Nam và bà Nguyễn Thị Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, mẹ của Cường Đô La. Còn về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về các tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Loan
có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Harvest Phoenix, Đặng Dừa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam, không qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, điều tra chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Gần đây nhất, ngay trong ngày Tổng Bí thư Tô Lâm nhậm chức, một Phó Thủ tướng và ba ủy viên mất chức. Trong đó, trên cơ sở báo cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng và đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Châu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Tuyên Quang đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm những quy định, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Vâng, trên đây là những vụ án tiêu biểu kể từ khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh đến lúc từ trần. Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận nhiệm vụ thay Tổng Bí thư, điều này cho thấy lò của bác Tô Lâm ngày càng mạnh tay hơn, thổi bùng ngọn lửa tiếp nối bác Trọng. Các cán bộ, lãnh đạo Đảng và nhà nước biết đến khi nào lò mới đốt hết củi mục, củi khô, bởi làm người mấy ai đạt được sự tu dưỡng đạo đức và nhân cách cao thượng được đặt lên hàng đầu trước thềm đại hội, trước vận mệnh của đất nước, chọn các cán bộ khí tiết vững vàng đang được người dân rất quan tâm. Chính vì vậy, công tác cán bộ cần phải được quan tâm, làm tốt sẽ gạt ra khỏi bộ máy những kẻ cơ hội, cua cậy càng, cá cậy vây. Như vậy, con số cán bộ xử lý kỷ luật và các vụ đại án hy vọng không cộng thêm lên và sẽ đưa đất nước của chúng ta không còn những bóng giặc nội xâm để nhân dân tin tưởng vào Đảng, đường lối, chủ trương của nhà nước. Quý vị thân mến, tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng, lan rộng từ trung ương đến địa phương, từ các cấp lãnh đạo cao nhất đến các cán bộ cơ sở. Để phòng chống tham nhũng hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp mạnh mẽ và toàn diện. Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về đạo đức, trách nhiệm và sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức. Việc minh bạch hóa quy trình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công là cần thiết để ngăn ngừa hành vi tham nhũng. Theo quý vị, làm sao để nâng cao được đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng chống tham nhũng? Hãy để lại ý kiến của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Quý vị thân mến, thời gian qua, liên tiếp các vụ án lớn có sự móc nối, hậu thuẫn của nhiều doanh nghiệp, cán bộ từ trung ương đến địa phương đã được triệt phá, để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Nhưng có thể nói, đây chính là sự thể hiện rõ nét và sinh động của tư tưởng biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, nói đi đôi với làm của Đảng. Điều này minh chứng rõ ràng cho việc thực hiện rất nghiêm trong tư tưởng, chỉ đạo, quan điểm về công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Trước hết, đó là việc xử lý nghiêm các cán bộ cấp cao của nhà nước. Họ phải nhận những hình phạt nghiêm khắc bởi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi, hành vi tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh, kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy. Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Vậy chiến dịch đốt lò một lần nữa lại nóng lên. Liệu ai sẽ là nhân vật tiếp theo được nhắc đến trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này? Nếu quý vị khán giả có chùm thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung.
Mới đây nhất, vụ việc đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam. Diễn biến bắt giữa hai vị lãnh đạo này xảy ra sau khi Công an tỉnh Thái Bình điều tra mở rộng vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2024, các cơ quan truyền thông của Việt Nam đồng loạt phát đi thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết số 1090 về việc đồng ý khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15. Thông tin này đã gây sửng sốt cho dư luận và giới truyền thông. Như chúng ta đã biết, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng là hai đại biểu được cử tri, dư luận và một số cơ quan truyền thông ca ngợi là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực. Không quá lời khi có những ý kiến cho rằng cử tri cần nước theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội, đặc biệt là mong muốn nhìn thấy bảng đăng ký chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Bởi đó sẽ là những câu hỏi được đánh giá như khẩu đại pháo nã vào nghị trường Việt Nam, gai góc, mãnh liệt trên nghị trường. Nhưng thật chớ trêu thay, đại biểu Lê Thanh Vân bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép khởi tố, bắt giam do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình, đã được xác định là ông Lê Thanh Vân có liên quan khi thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo quy định tại Điều 358 Bộ Luật Hình sự, vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra, chưa hoàn tất cáo trạng, nên cử tri và dư luận cả nước chưa được biết chi tiết. Hai ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân đã móc ngoặc với nhau và có những hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm ra sao. Nhưng chỉ với việc hai ông cùng liên quan tới một vụ án khiến cử tri và dư luận cả nước rất thất vọng. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố từ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền trục lợi hàng trăm nghìn đô la Mỹ, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị kỷ luật, khai trừ khỏi đảng. Ông Nhưỡng bị bắt là do liên quan đến vụ án Cường Quắt. Cường là đối tượng có 3 tiền án, là băng nhóm xã hội phức tạp, đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình như năm 2020 đến 2022. Cường và đồng phạm cưỡng đoạt một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Bình với tổng số tiền là gần 5 tỷ đồng. Phạm Minh Cường và đồng phạm xử lý xác lập các quyền sở hữu trái phép như cắm cọc, lập vây, lập chòi các bãi chiều có diện tích khoảng 180 ha, gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác với 1.500 đồng trên 1 mét khối nhân với 700 mét khối trên một tàu theo phương thức đếm tàu tính tiền. Trong quá trình cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số nhóm đối tượng cản trở, gây khó khăn, dẫn đến việc chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp bị hạn chế. Viện trưởng Viện Kiểm sát Thái Bình Lại Hợp Mạnh nêu rõ, do mối quan hệ từ trước với ông Lưu Bình Nhưỡng, Cường đã nhờ ông Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội không gây sự, gây khó khăn. Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định, ông Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói với ông Nhưỡng là bố nuôi. Hành vi vi phạm của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò giúp sức để Phạm Minh Cường cưỡng đoạt tài sản. Giữa Cường Quát và ông Lưu Bình Nhưỡng có mối quan hệ thân thiết qua lại với nhau từ lâu, trên dưới hơn 10 năm. Thời điểm chưa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam, đi đâu, ngồi với ai, Cường Quát cũng khoe rằng đã nhận ông Lưu Bình Nhưỡng là bố nuôi. Hay Cường Quát luôn nói với mọi người rằng mình là con nuôi ông Nhưỡng và tính đến ngày 5 tháng 1, vợ ông Nhưỡng đã cùng luật sư đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp số tiền khắc phục. 3 lần các lần nộp gần nhau, một lần nộp 3,8 tỷ đồng, lần thứ hai nộp 2,7 tỷ đồng và một lần nộp 500 triệu đồng, đưa tổng số tiền đã nộp khắc phục hậu quả của ông Nhưỡng là 7 tỷ đồng. Vậy theo quý vị, các biện pháp khắc phục hậu quả mà gia đình ông Nhưỡng đã thực hiện có thể được xem là để bù đắp cho những thiệt hại mà họ đã gây ra hay không? Liệu nó có đủ để minh oan và phục hồi lại niềm tin của nhân dân dành cho ông? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn đối với ông Lê Thanh Vân, ông sinh năm 1964 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo gia phả của dòng họ ông là hậu duệ của khai quốc công thần Đại Đốc Lê Lâm. Khi ông Lê Lâm mất, con trai của ông là Lê Niệm là một nhà quân sự chính trị cấp cao, lập nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ Đại Việt.
Ông Lê Thanh Vân được đánh giá là người nổi tiếng, cương trực, khẳng định và bảo vệ đúng đắn trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật với những ý kiến thẳng thắn. Ông có trình độ tiến sĩ luật. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông Lê Thanh Vân nhập ngũ và có 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Công binh 299, Quân đoàn 1. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về quê nhà và có thời gian ngắn công tác tại địa phương. Tháng 9 năm 1985, ông Vân trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông được nhận vào công tác tại Văn phòng Quốc hội. Tháng 3 năm 1990, từ đây, ông bắt đầu gắn bó với công tác với các cơ quan, chuyên môn của Quốc hội. Ông lần lượt trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Phó Vụ trưởng phụ trách Trung tâm Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 3 năm 2014, ông Vân khi đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 11 đã được Bộ Chính trị khóa 10 lựa chọn là một trong 44 cán bộ trung ương được luân chuyển về địa phương công tác. Đó là đợt luân chuyển cán bộ trung ương về địa phương được coi là lớn nhất lịch sử Việt Nam từ sau năm 1975. Ông Lê Thanh Vân khi đó nằm trong danh sách 25 cán bộ trung ương được Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hải Dương. Trong lớp bồi dưỡng tập huấn cùng ông Vân để về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy có những vị cán bộ trung ương trẻ tuổi, sau này đã phát triển sự nghiệp, hiện đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Chính phủ và Quốc hội như Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. 25 vị cán bộ trung ương về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy này hầu hết đều trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Số ít không vào được Ban chấp hành Trung ương nhưng cũng trở thành cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Chỉ duy nhất ông Lê Thanh Vân bị đánh giá là không có bước tiến nào về sự nghiệp chính trị sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở địa phương. Ông Lê Thanh Vân rời vị trí ủy viên thường vụ, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 13 về Hải Dương, nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy hơn 1 năm rưỡi. Sau đó, ông lại quay về đúng vị trí cũ là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 13 và ổn định vị trí này qua 2 khóa Quốc hội tiếp theo. Mặc dù ông Lê Thanh Vân không là lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị của Việt Nam, nhưng ông Lê Thanh Vân hiện đang là ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 15, một chức danh tương đương với cấp tổng cục trưởng của Chính phủ hay tương đương với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quốc hội, Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng việc ông Lê Thanh Vân bị khởi tố lại thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận, đặc biệt là những cử tri thường xuyên theo dõi các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội. Bởi lẽ ông Lê Thanh Vân là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp từ khóa Quốc hội 13 từ năm 2011 cho đến nay. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri với những dấu ấn đậm nét trên nghị trường, đặc biệt trong các phiên chất vấn các thành viên chính phủ. Đại biểu Lê Thanh Vân có những câu hỏi đi thẳng vào những vấn đề cực nóng, rất nhạy cảm, khiến các bộ trưởng rất lúng túng, thậm chí lãnh đạo chính phủ phải trực tiếp làm rõ thêm, đặc biệt vấn đề thanh tra kiểm toán và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đại biểu Lê Thanh Vân có những phát biểu đầy kiên quyết, thậm chí một số cơ quan báo chí nhận xét rằng ông là người gay gắt. Vậy những đóng góp của ông Vân khi là đại biểu Quốc hội như thế nào? Thứ nhất, ông kiến nghị thành lập Hội đồng Lập pháp ngày 15 tháng 11 năm 2012, đưa ra ý kiến về việc thành lập Hội đồng Lập pháp thay mặt Quốc hội hoạt động quanh năm. Ông cũng là người đưa ra kiến nghị sâu sắc về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Thứ hai, gốc rễ của kiểm soát quyền lực hiệu quả nằm ngay ở cơ chế phân công quyền lực mà không cần thiết phải quá nhấn mạnh đến sự phối hợp phân công giữa các cơ quan. Phân công chính là cơ sở để kiểm soát tốt quyền lực mà nhà nước và ngăn chặn hiệu quả tình trạng lạm quyền. Thứ ba, hai kiến nghị ban hành trọng dụng nhân tài, đặc biệt quan tâm đến chính sách này. Ông đã đề xuất ý kiến về việc ban hành luật trọng dụng nhân tài, coi đó là chiếu cầu huyền của Đảng và nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng tài nguyên vật chất nếu cứ khai thác mãi sẽ hết, còn nhân tài là nguyên khí quốc gia càng khai thác, càng thực bội trọng dụng nhân tài, luôn được coi là chính sách ưu tiên hàng đầu của phép trị quốc. Thứ tư, ông đề xuất ý kiến tuyển thứ trưởng tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội. Ông đã đề xuất việc thi tuyển chức danh đối với hàm thứ trưởng trở xuống. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan đầu tiên thực hiện ý kiến này. Thứ năm, vụ việc ở Đồng Tâm sáng sớm ngày 19 tháng 1 năm 2017, ông là đại biểu Quốc hội đầu tiên lên tiếng trên Facebook về vụ việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chỉ sau ít phút, hàng loạt báo đã đăng ý kiến của ông. Trong ý kiến của mình, ông đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sớm tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm. Cuộc đối thoại sau đó được tiến hành thành công vào ngày 22 tháng 1 năm 2017. Thứ sáu, đó là ý tưởng chất vấn trực tiếp, là một trong những người đưa ra ý tưởng chất vấn trực tiếp
để làm rõ từng vấn đề và trách nhiệm của các bên tại mỗi kỳ họp Quốc hội, cũng như việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc sự giám sát của Quốc hội. Thứ bảy, ông cũng nổi tiếng với cách chất vấn đanh thép tại nghị trường. Ngay cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn trước Quốc hội chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017 cũng thừa nhận phải đối mặt với câu hỏi rất hóc búa mà ông đặt ra. Thứ 8, bảo vệ hiến pháp chiều ngày 22 tháng 11 năm 2017, ông cho rằng tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt theo phương án không tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân mà thực hiện thiết chế trưởng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Thủ tướng bổ nhiệm được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện tốt bộ máy hoạt động hành chính kinh tế xã hội trên địa bàn. Thứ 9, kiến nghị về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, lo lắng về chất lượng cán bộ hiện nay. Năm 2017, ông đã viết tâm thư gửi trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Bình Minh, nêu quan điểm loại và tiêu chí từng nhóm cán bộ để trọng dụng nhân tài. Thứ 10 là chất vấn vụ Mobifone mua AVG chiều ngày 17 tháng 11 năm 2017 trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trường Minh Tuấn ở Hội trường Quốc hội Việt Nam. Ông đã chất vấn về việc Mobifone mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, vốn nhà nước gần 8.890 tỷ đồng. Cụ thể, ông đã đặt ra bao câu hỏi trực diện từ nhu cầu và dựa trên cơ sở nào mà Mobifone sử dụng vốn nhà nước để mua AVG, giá trị chính xác trong vụ chuyển nhượng này là bao nhiêu, từ khi mua AVG về hoạt động ra sao, có tương xứng với số tiền bỏ ra để mua hay không. Tuy nhiên, cả Chủ tịch Quốc hội thời kỳ đó là Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trương Minh Tuấn đều né tránh giải trình và cho biết vấn đề đang được thanh tra và chờ kết quả thanh tra, dự kiến sẽ báo cáo sau đến tháng 6 năm 2018. Vụ việc này mới được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận và kiến nghị xử lý kỷ luật các chức vụ có liên quan. Vâng, tóm lại, ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng được cử tri và dư luận truyền thông ca ngợi là những đại biểu Quốc hội có quan điểm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Trước đó, tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản, tiếp đó là bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, đã như xét đánh ngang tai với khá nhiều người bất ngờ. Nhưng do đã chứng kiến nhiều ông to bà lớn nói như rồng, như phượng, làm như vượn, như hiêu, đã bị lò của bác Trọng đốt. Dù còn hoài nghi, nhưng đa phần vẫn kiên nhẫn chờ tới hồi sau câu chuyện trước khi được buông lời phán xét. Tuy nhiên, nhiều người định kiến, nhiều kẻ dã tâm coi đây là cơ hội nói xấu, vu cáo nhà nước Việt Nam, đàn áp tiếng nói phản diện. Họ còn dựng lên thuyết âm mưu rằng vụ bắt Bình Nhưỡng là một vụ đòn trả đũa chính trị sau khi thông tin về ông Lưu Bình Nhưỡng thành khẩn thừa nhận trục lợi, nộp 300.000 đô la khắc phục hậu quả thì đã chặn họng bọn sỏ lá ba que chống phá nhà nước. Ta có thể nói, xét trên khía cạnh tư cách đạo đức, có thể thấy ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân là con người nói không đi đôi với làm. Trước diễn đàn Quốc hội, hai ông đại này phát biểu lớn tiếng và thường gãi đúng chỗ ngứa những vấn đề tiêu cực tồn tại nên được nhiều người thích nghe, thậm chí là còn quý trọng, tin tưởng. Tuy nhiên trên thực tế, hai ông lại là người có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sai phạm của hai ông, trong đó nguyên nhân cốt lõi là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, lợi ích nhóm, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, nhiều người nhận định ông Nhưỡng và ông Vân có bản tính háo danh, hiếu thắng, thích nổi tiếng nên thường có những phát biểu thiếu khiêm tốn, thiếu cẩn trọng, nhất là khi được đám đông tung hô, ảo tưởng mình là giỏi, có thể thao túng tâm lý, chi phối người khác. Ông Nhưỡng và ông Vân đã mắc sai lầm nghiêm trọng, vướng vào vòng lao lý, thân bại danh liệt khi chỉ còn ít ngày nữa là được nghỉ hưu theo chế độ. Thật đáng tiếc là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đều là tiến sĩ luật. Trong khi đó, ông Nhưỡng từng là phó trưởng khoa trường đại học luật nhưng bản thân lại quá ảo tưởng, không nắm vững luật và vi phạm pháp luật. Vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân chính là bài học cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên, những người có chức vụ, quyền hạn và những ai đang manh nha trục lợi bất chính, và thêm một lần nữa khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật của Việt Nam, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kẻ hai mặt nói vậy nhưng không phải vậy. Ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân bị bắt, truy tố và tới đây sẽ được đưa ra xét xử, trả giá cho những hành vi sai phạm của mình là hoàn toàn bình thường. Việc khởi tố, xử lý hình sự này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước, không có vùng cấm, không phải là nguyên đại biểu Quốc hội hay người nổi tiếng vi phạm pháp luật thì được miễn trừ. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý theo quy định. Hai ông thay phiên nhau đứng giữa nghị trường, giơ cao ngọn đuốc được lấy lửa từ chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh này của hai ông
đã không ít lần xuất hiện trên các bài báo, trở thành tâm điểm không chỉ làm nóng rực không khí nghị trường mà còn khiến cho đời sống chính trị của Việt Nam trở nên sôi động, trở thành đề tài bàn luận, thu hút được rất nhiều ý kiến của các cán bộ cử tri trong cả nước. Vậy quý vị có biện pháp nào hiệu quả nhất để đảm bảo mọi người, không phân biệt chức vụ, đều tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Ông Nhưỡng và ông Vân từng được cử tri cả nước coi là một trong những mũi tấn công của chiến dịch đốt lò. Hai ông đưa vấn đề tham nhũng tiêu cực tới cấp giám sát tối cao theo hiến pháp của Việt Nam một cách nhanh và chính thống nhất. Các ông đã thực hiện đại diện cho ý nguyện của nhân dân, đưa tham nhũng tiêu cực ra ánh sáng giữa hội trường trong tòa nhà Quốc hội. Hai ông sau khi rời hội trường lại âm thầm cấu kết với nhau, trở thành tấm lá chắn nuôi dưỡng cho bọn tội phạm. Đổi lại, các ông nhận được những vật chất lớn khiến không chỉ người làm công ăn lương bình thường mà ngay cả giới doanh nhân cũng ao ước như vậy. Hai ông trở thành chính những gì mà bản thân các ông đã lớn tiếng phê phán khi đứng lên phát biểu trong hội trường Quốc hội hay trả lời các cơ quan truyền thông bên hành lang của tòa nhà Quốc hội. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu trong một kỳ họp Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, rằng chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Quý vị thân mến, chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của quyết tâm chống tham nhũng ở Việt Nam. Chiến dịch này đã góp phần tạo dựng lại niềm tin của người dân vào sự công bằng và minh bạch của pháp luật. Chiến dịch đốt lò không chỉ là một nỗ lực chống tham nhũng mà còn là một lời hứa với tương lai rằng Việt Nam sẽ là một quốc gia công bằng, minh bạch, nơi pháp luật được tôn trọng và mọi hành vi sai trái đều được xử lý nghiêm minh. Quý vị hãy gửi những lời chúc sức khỏe tới bác Trọng, người đã không ngừng nỗ lực vì sự phát triển và công bằng của đất nước xuống bên dưới phần bình luận nhé. Chúc bác luôn mạnh khỏe để tiếp tục công cuộc đổi mới và phát triển Việt Nam. Quý vị thân mến, để không lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14, những người có biểu hiện tham vọng quyền lực. Đây là phát biểu tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 13 tháng 3 năm 2024 tại Hà Nội. Đây được xem là một chỉ dẫn quan trọng trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiến tới Đại hội thứ 14 của Đảng, như chúng ta đã biết, trong những năm trở lại đây, nhân sự trong bộ máy chính quyền Việt Nam đã giảm đi đáng kể vì liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức tham ô, tham nhũng, làm sâu mọt uy tín của Đảng. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2024, cấp ủy các cấp kiểm tra, kỷ luật 29 tổ chức đảng viên và có 602 đảng viên. Điều này cho thấy công tác cán bộ của Đại hội 14 sắp diễn ra vô cùng quan trọng khi không thể để lọt vào bộ máy của Đảng những con người tham vọng quyền lực, tham nhũng, vi phạm đạo đức. Vâng, để nhận diện được sâu mọt, chúng ta phải hiểu như thế nào là tham vọng quyền lực, biểu hiện của nó là gì, vì sao phải ngăn chặn và cần phải làm gì, làm như thế nào để không lọt lưới những người có biểu hiện tham vọng quyền lực lọt vào quy hoạch ban lãnh đạo các cấp, nhất là Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu video hôm nay, quý vị hãy chuẩn bị một tách trà, nhâm nhi tách trà đó và theo dõi hết video cùng đội ngũ chương trình nhé. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Hơn 90 năm qua, với 13 kỳ đại hội, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ đại hội Đảng nói riêng, ở từng chặng đường cách mạng, công tác nhân sự của mỗi kỳ đại hội luôn góp phần quan trọng, mang tính quyết định, tạo nên đội ngũ cán bộ. Nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược nói riêng, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Cũng chính bởi vậy mà ở bất kỳ thời kỳ nào, lĩnh vực nào, ở địa phương nào, cán bộ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Nhân tố quyết định sự thành bại cách mạng không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Người từng khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Vâng thưa quý vị, có thể nói là công tác nhân sự luôn là công việc vô cùng quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và toàn dân. Vào trước mỗi kỳ đại hội thì Đảng ta luôn có chỉ dẫn quan trọng trong việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn và nhìn nhận rằng trong thời gian vừa qua,
thì cũng có những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ. Và có lẽ là trong tháng 5 này thì Bộ Chính trị sẽ có chính thức có chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trong những nội dung mà Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như là Đại hội 14 của Đảng ta tiến hành thì có hai nội dung quan trọng nhất. Thứ nhất, đó chính là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp được thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Và nhiệm vụ lớn thứ hai đó là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất thì nhiệm vụ quan trọng hơn chính là công tác nhân sự. Chúng ta biết rằng, nhìn chung thì tất cả các đại hội nào cũng đều thành công tốt đẹp. Tuy nhiên về khía cạnh này, khía cạnh khác, ở cấp này hay cấp khác, ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác, vẫn còn bộc lộ những hạn chế. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã khuyết đi 22 đồng chí. Đây có thể nói là một con số kỷ lục mà cũng là điều đáng tiếc ở nhiệm kỳ này. Chính vì vậy, tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban, Tổng Bí thư luôn luôn nhấn mạnh, luôn luôn nhắc nhở rằng làm thế nào để không lọt những người có cơ hội chính trị, những người tham nhũng, những người tay đã dính chàm để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, đồng thời lại không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài. Đây là chỉ dẫn vô cùng quan trọng và định hướng cho việc chuẩn bị nhân sự của tất cả các cấp, chứ không phải chỉ có ở cấp trung ương. Nhấn mạnh thêm, một số điểm đó là công tác cán bộ đóng vai trò quyết định cho quá trình cách mạng của chúng ta từ trước đến nay. Nó đã thể hiện ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng. Bác Hồ đã rất coi trọng công tác cán bộ, đồng thời mỗi kỳ đại hội đều có những sự tập trung các nỗ lực để mà tìm ra một đội ngũ cán bộ đủ sức ngang tầm với yêu cầu của thời đại. Bối cảnh dường như là đang có một số vấn đề đặt ra, nhất là liên quan đến vấn đề tìm những người đứng đầu trong quá trình đổi mới. Chúng ta đã đổi mới cơ chế kinh tế rất thành công. Như chúng ta đã biết, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và ấn tượng. Đưa đất nước từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, nghèo đói, trở thành một nền kinh tế năng động, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7% trên mỗi năm trong suốt 35 năm qua, cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực và thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 12 lần từ 26,3 tỷ đô la vào những năm 1986 lên đến 430 tỷ đô la vào năm 2023. Ngoài ra, đổi mới cơ chế đối ngoại cũng khá thành công khi Việt Nam đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình. Trong các nội dung của Đại hội 14 và các đại hội đảng bộ các cấp, hai nhiệm vụ nào là quan trọng nhất và tại sao công tác nhân sự lại được coi là nhiệm vụ trọng yếu hơn? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại với 193 trên 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, được cộng đồng quốc tế tin tưởng, đánh giá cao và tiếng nói ngày càng mạnh mẽ trên trường quốc tế. Nhưng riêng về đổi mới cơ chế cán bộ, dường như Việt Nam đang tiến hành chậm hơn. Bằng chứng là ngày càng xuất hiện những con người, những cán bộ bị kỷ luật ở mức độ cấp hàm cao hơn. Nó cho thấy rõ ràng là cơ chế công tác cán bộ cần phải có sự thay đổi kể từ Đại hội thứ 14. Chúng ta có thể đạt được một bước ngoặt lớn, chính là có được thành công thực sự trong công tác cán bộ để từ đó không chỉ là nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả quản lý của Đảng, của nhà nước, mà nó còn tạo lòng tin tăng sự đồng thuận của xã hội, của nhân dân đối với Đảng. Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban yêu cầu công tác nhân sự đại hội phải tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan. Đặc biệt, phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. Nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người, nếu không đủ tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Lưu ý phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự. Đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, chống tư tưởng cục bộ, địa phương, quen thân, cánh hậu và lợi ích nhóm, tránh cách làm đơn giản, tùy tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp, dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, cách làm là phải thận trọng, làm dứt điểm từng khâu, từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ.
làm đến đâu chắc đến đó. Làm nhân sự ban chấp hành trung ương trước, sau đó mới đến nhân sự bộ chính trị, ban bí thư, cuối cùng mới đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Nếu có những công đoạn cần làm đồng thời, phải xem xét một cách chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm sự đồng bộ, khoa học. Vâng, có thể thấy rằng một trong những hạn chế, bất cập là do những cán bộ tham vọng quyền lực. Vậy những tác động và hậu quả của tham vọng quyền lực có thể gây ra như thế nào trong thực tế cuộc sống? Nói một cách khách quan là nếu những cán bộ nào mà đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, đại diện xứng đáng cho lợi ích, quyền lợi và sự đoàn kết của một tổ chức, ở đây Đảng và Nhà nước ta đã làm rất tốt. Cụ thể như Bác Hồ, Bác lãnh đạo càng lâu, chúng ta càng yên tâm và người dân càng ủng hộ. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Thực tiễn đã cho thấy đạo đức của cán bộ, đảng viên là yếu tố đầu tiên tạo nên uy tín của Đảng, làm cho dân tin Đảng và một lòng theo Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp được cách mạng đi lên thành công. Trái lại, sự suy thoái về đạo đức của đội ngũ cán bộ sẽ kéo theo sự suy thoái của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, mà tất yếu đánh mất niềm tin của nhân dân cũng như vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử cao cả của mình. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Đảng ta, các cấp ủy, tổ chức, Đảng chú trọng đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển biến trong nội bộ. Thế nhưng, trái ngược với Chủ tịch Hồ Chí Minh, những trường hợp lãnh đạo không đủ ngang tầm mà lại còn tham quyền lực thì hậu quả là vô cùng, vô tận, nguy hiểm, khổ lường. Thứ nhất là họ không bảo đảm được nhiệm vụ đặt ra trong cương vị mà họ lãnh đạo và từ đó nó làm suy yếu khả năng đạt được yêu cầu về nhiệm vụ mà họ phải đảm nhiệm. Từ đó, nó có thể làm ảnh hưởng tới các khâu, đoạn khác và các bộ phận khác, các cán bộ khác. Thứ hai, họ có thể vô hiệu hóa bộ máy để trục lợi hoặc trục lợi cá nhân hoặc lợi ích nhóm, từ đó làm ảnh hưởng tới hình ảnh cũng như là những thành quả cách mạng và đặc biệt là tiêu cực của bộ máy mà họ nắm giữ. Thứ ba, việc chiếm giữ những vị trí mà đáng ra những người khác xứng đáng làm thì họ đã làm, mất cơ hội những người xứng đáng. Và từ đó đã làm cho năng lực và sự phát triển của Đảng bị cản trở. Đó là chưa kể những hành vi mà họ gây ra, kể cả đời sống cá nhân cũng như là những hành vi trong công vụ, có thể tạo ra một sự mất lòng tin của người dân, của đảng viên vào người đó cũng như vào bộ máy đó. Và thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả hình ảnh và uy tín của Đảng, của nhà nước ta. Ngoài ra, khi nói đến tham vọng quyền lực thì chúng ta cũng cần xét tới nguyện vọng. Bất kể ai cũng vậy, người nào cũng vậy, đều có những nguyện vọng, mong muốn tiến bộ, mong muốn trưởng thành. Đó là nguyện vọng rất chính đáng. Từ tham vọng thì nó đã chuyển về chất khi một người tham vọng để có quyền lực. Anh ta có thể bất chấp mọi hành động, bất chấp mọi hành vi để đạt được mục tiêu của mình. Vì sao người ta lại cứ mong muốn có quyền lực như vậy? Bởi vì khi đã có quyền lực, họ có thể trục lợi ích của bản thân đáng làm thì họ đã làm mất cơ hội của những người xứng đáng. Và từ đó đã làm cho năng lực và sự phát triển của Đảng bị cản trở. Đó là chưa kể những hành vi mà họ gây ra, kể cả đời sống cá nhân cũng như là những hành vi trong công vụ, có thể tạo ra một sự mất lòng tin của người dân, của đảng viên vào người đó cũng như vào bộ máy đó, và thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả hình ảnh và uy tín của Đảng, của nhà nước ta. Ngoài ra, khi nói đến tham vọng quyền lực thì chúng ta cũng cần xem xét tới nguyện vọng. Bất kể ai, người nào cũng vậy, đều có những nguyện vọng, mong muốn tiến bộ, mong muốn trưởng thành. Đó là nguyện vọng rất chính đáng. Từ tham vọng thì nó đã chuyển về chất. Khi một người tham vọng để có quyền lực, anh ta có thể bất chấp mọi hành động, bất chấp mọi hành vi để đạt được mục tiêu của mình. Vì sao người ta lại cứ mong muốn có quyền lực như vậy? Bởi vì khi đã có quyền lực, họ có thể trục lợi lợi ích của bản thân. Bản chất của tham vọng quyền lực chính là hình bóng của tham nhũng. Cho nên Tổng Bí thư đã nói rõ rằng tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Tức là chỉ những người tham mà lại có quyền lực thì mới có thể nhũng nhiễu được. Cho nên con người ta lúc nào cũng ảo ước mong muốn được có một quyền lực, bởi vì có quyền thì có lợi. Tiệu trùng là giữa nguyện vọng cá nhân với tham vọng quyền lực là sợi chỉ mong manh. Chúng ta phải phân biệt cho rõ, tránh nhầm lẫn. Vậy biểu hiện của những người tham vọng chính trị là gì? Đó là người luôn luôn tự ca ngợi mình, nâng mình lên,
nhưng lại nói xấu người khác, dìm người khác để tôn mình lên, để mình đạt được mong muốn như vậy, dẫn đến một đơn vị, cơ quan rất dễ mất đoàn kết. Vâng thưa quý vị, thực tế cho thấy công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng, nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia và dân tộc lên hàng đầu. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc của Đảng, nhân dân là trên hết. Trước hết, điều đó đòi hỏi thời gian tới công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 cần phải chuẩn bị thật tốt, bảo đảm thành công của đại hội và thắng lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết của đại hội. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân. Đại hội 14 của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cường lĩnh 1991, trong đó có gần 15 năm thực hiện cường lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045 cũng sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhìn nhận về công tác nhân sự của Đại hội 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, phải rất tỉnh táo, tin tưởng, đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín. Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt cho nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, đặc biệt kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Vâng, kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực. Đó là một trong những nội dung đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi bàn về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Để làm được điều này thì có lẽ chúng ta cần phải hiểu đúng tham vọng quyền lực là gì và những biểu hiện cụ thể của tham vọng quyền lực là gì. Có thể nói, tham vọng quyền lực chính là người luôn mong muốn, luôn khao khát, luôn đặt mục tiêu của cá nhân mình là phải giành được, đạt được các chức vụ, mục tiêu phải vào được cơ quan này, cơ quan kia với mục đích cá nhân. Dù đặt mục tiêu như vậy, nhưng người ta lại quên mất là bản thân mình đã đủ tài, đủ đức hay chưa. Cho nên, dẫn đến vấn nạn chạy chức, chạy quyền. Điều kiện đưa ra 10 điểm, nhưng có khi bản thân anh ta chỉ đáp ứng được 7 điểm. Anh ta sẽ dùng tiền bạc, cơ hội để chạy đủ tiêu chuẩn. Nếu như vậy, anh ta còn rất thiếu nhiều thứ mà anh ta lại chui vào lãnh đạo các cơ quan. Không những ngồi lên trên mà còn đè đầu những người đủ đức, đủ tài. Tất cả điều này làm thu chột đội ngũ cán bộ và làm cho những người tâm huyết, những người có phẩm chất, năng lực giảm sự nhiệt huyết, phấn đấu của những người thực sự có đức, có tài. Hệ lụy để dẫn đến cả đội ngũ cán bộ mai một dần. Việc mơ ước để phấn đấu tiến bộ cho sự nghiệp của mình, kể cả chuyên môn, kể cả các vị trí khác là chính đáng nếu nó phù hợp với pháp luật, phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn đặt ra. Còn trường hợp tham vọng quyền lực chính là việc mà anh cố đặt cái này mà không xứng đáng, bất chấp những biện pháp, bất chấp những thủ đoạn. Và từ đó, nó tạo ra một loạt hệ lụy, nó tạo ra điểm nghẽn và tạo ra những hệ lụy cả về mặt pháp luật, cả về mặt chính trị, cả về mặt kinh tế, cũng như về mặt đạo đức và dư luận. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể không để lọt những người tham vọng quyền lực và quy hoạch và lãnh đạo các cấp, nhất là Ban Chấp hành Trung ương khóa 14? Vâng, chúng ta phải ghi nhận là trong thời gian gần đây, một loạt các tiêu chuẩn và quy trình cán bộ rất tốt đã được đưa ra khá tỉ mỉ, thậm chí là khá chặt chẽ. Nhưng mà trên thực tế, đó là dường như càng cụ thể hóa tiêu chuẩn bao nhiêu thì càng khó triển khai trong thực tiễn, chất lượng cán bộ không được như mong muốn. Vậy thì bên cạnh việc chúng ta tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn và các quá trình liên quan đến cán bộ của từng vị trí, một thì điều quan trọng hơn ở đây là cơ chế đưa người vào để mà giả theo quy trình đó. Điểm mấu chốt quan trọng nhất cần phải kiểm soát quyền của người đứng đầu của Đảng ủy trong quá trình chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Nó phải theo hướng là dân chủ nhiều hơn, minh bạch nhiều hơn. Thậm chí, có thể tạo ra những cơ chế kiểm tra chéo để phát hiện cũng như là ngăn chặn những tình trạng lạm dụng quyền lực và đồng thời trong quy định của Đảng nên có cơ chế trách nhiệm cho những người như vậy. Hiện nay,
chúng ta mới chỉ là không cho hạ cánh an toàn những người mà tham nhũng. Thế còn những người mà tham nhũng quyền lực, những người mà làm sai công tác cán bộ, những người cố tình làm sai thì tại sao không chịu trách nhiệm bởi hậu quả của nó có thể còn lớn hơn cả tham nhũng? Và điểm tiếp theo đó là nên có thêm một cơ chế nữa, đó là cơ chế tiến cử, cơ chế ứng cử để tạo những cử viên đa dạng, thậm chí chất lượng hơn, chúng ta sẽ có cách để thẩm định. Và cuối cùng, những hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện những sai phạm trong quá trình chạy trọt như vậy, nó sẽ bị ngăn chặn và bị trừng trị một cách xứng đáng, thì chúng ta tin rằng công tác cán bộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặt khác, dựa vào thực tiễn rất phong phú, nó có thể phát sinh rất nhiều vấn đề mới. Chính vì thế, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cũng phải luôn bổ sung hoàn thiện những quy chế, quy định phải công bằng từ Đại hội 12 là quy định 3 bước, đến Đại hội thứ 13 hiện tại là quy định 5 bước, và đến Đại hội thứ 14 có thể thêm một vài điều kiện nữa. Chúng ta tổng kết từ thực tiễn để xem xét tình hình thực tiễn đặt ra vấn đề gì trong quy trình của chúng ta, chỗ nào hở, chỗ nào bất cập thì bây giờ ta lại bổ sung, hoàn thiện. Nói về cơ chế tiến cử, cơ chế công khai thế nào, Đảng ta cũng đã phải xác định quan điểm. Đảng phải thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, thực sự dựa vào dân để xây dựng chính quyền, thực sự dựa vào dân để xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo Tổng Bí thư đã từng nói, vấn đề công tác nhân sự là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Nhưng trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tất nhiên là người dân, đây là dân thực sự có trách nhiệm, thực sự và công tâm để gắn cùng với công tác cán bộ, cần phải xây dựng, dựng và nâng cấp, chuẩn hóa và thống nhất đồng thuận hệ giá trị chuẩn quốc gia để từ đó nó tạo ra một dư luận xã hội. Nếu hệ giá trị đó cho phép lên án tất cả những người mà tham vọng quyền lực không xứng đáng thì sẽ giảm đi rất nhiều. Tiếp đến là xây dựng một cơ chế bảo vệ lợi ích quốc gia, bao gồm bảo vệ Đảng cộng với bảo vệ lợi ích quốc gia, sẵn sàng dùng cơ chế quốc gia để loại bỏ được từ sớm, từ xa những người mà không xứng đáng do tham vọng quyền lực mà họ đạt được. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 và để lại phím số 0 với ý kiến không đồng ý nhé. Cảm ơn quý vị đã ở lại, theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, Ban Biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ, mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.